Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin dưới Campuchia, hộ chiếu Việt áp chót, xứ thiên đường bị hạn chế tự do. Vâng, các bạn đã từng ra nước ngoài, các bạn đã chứng kiến những việc người Việt Nam khi cầm cuốn hộ chiếu xanh của Việt Nam đều bị gây rất nhiều khó khăn, và đặc biệt là cảnh sát của những cái nước dân chủ và tự do văn minh, họ kiểm tra rất kỹ những người mang hộ chiếu Việt Nam. Và điều đó đã dẫn đến công bố ngày hôm nay, hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley và Partner có trụ sở London vừa đưa ra công bố về kết quả tồi tệ của những người mang hộ chiếu Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức trên trang đánh giá của công ty này. Việt Nam được xếp hạng thứ 90 và hãng đánh giá này đã đưa lên truyền thông và quốc tế bắt đầu đăng tải rất nhiều về cái việc này. Đây là một cái điều rất xấu cho chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cũng là rất tệ đối với người dân Việt Nam, vì bắt đầu từ thời điểm này thì các nước sẽ nhìn Việt Nam với con mắt khác nữa. Và trong khi đó, các nước châu Á có thể chế dân chủ và tự do lại được xếp lên đầu bảng. Và cụ thể các bạn có thể thấy những hình ảnh chi tiết của tổ chức đánh giá họ đưa lên, đó là việc hai quốc gia châu Á khác là Nhật và Singapore đều nắm giữ vị trí đầu bảng, vì công dân của hai nước này có thể tự do đi lại tới 190 quốc gia. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, đây là Singapore, nơi rất tươi đẹp và thể chế tự do và dân chủ. Như vậy, báo chí quốc tế cũng đã lập tức đăng tải rất nhiều những thông tin này, và họ ghi rất rõ rằng hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90, gần cuối bảng xếp hạng của năm 2019. Đây là tiêu đề của một bài báo ở Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng. Và hộ chiếu Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 bậc của bảng xếp hạng mới nhất năm 2019, vừa được hãng tư vấn và đầu tư dịch định cư Henley Partner có trụ sở ở London công bố vào ngày 1 tháng 10, tức là ngày hôm qua. Và các bạn có thể tham khảo những thông tin này ngay sau đường link chúng tôi sẽ chia sẻ trong video này, để các bạn có thể biết những thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái giá trị của cuốn hộ chiếu Việt Nam ngày càng thấp đi trên trường quốc tế. Và thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam đã tụt 15 bậc so với năm ngoái. Năm ngoái Việt Nam còn xếp thứ 75 và tiến gần hơn về nhóm 10 nước các quốc gia bị xếp vào loại hộ chiếu tệ nhất của thế giới, bao gồm Bắc Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan. Và các bạn cũng đã biết những quốc gia này, như Bắc Triều Tiên là một thể chế cộng sản độc tài và người dân đang rất lầm than. Tại Syria thì đang xảy ra nội chiến, tại Iraq thì cuộc sống cũng tương tự như vậy, và Afghanistan và Somalia là một đất nước mà các bạn cũng có thể thấy những người dân mang hộ chiếu này họ có những cái nghề rất đặc biệt, đó là cướp biển. Hình ảnh một tên trong nhóm tội phạm mang hộ chiếu Somalia, và các bạn đã thấy rất rõ là sự tồn tại của các băng cướp nhóm biển Somalia là hậu quả từ những bất ổn trong xã hội và thể chế chính trị ở quốc gia này. Và các bạn cũng đã biết là Việt Nam bị xếp ngang với cả hộ chiếu của Somalia, thì thể chế chính trị của Việt Nam cũng tương đương như vậy. Hầu hết các thành viên của băng nhóm cướp biển Somalia là ngư dân địa phương, những người đã từng tham gia vào lực lượng dân phòng để bảo vệ vùng biển quê hương. Ban đầu, chúng chỉ nhằm vào những tàu đánh cá hoặc vứt rác thải trái phép gây thiệt hại đến nền kinh tế và môi trường biển của quê hương. Bắt những tàu này phải trả thuế và ngăn không cho đánh bắt nữa. Nhưng dần dần, chính chúng trở thành các băng cướp biển hoạt động rất mạnh, manh động và liều lĩnh. Địa bàn hoạt động của các băng nhóm cướp biển đã vượt ra ngoài lãnh hải Somalia. Chúng tăng cường tấn công những chiếc tàu thương mại, tàu du lịch và rất nhiều loại tàu biển khác, thậm chí cả những chiếc tàu cứu trợ thực phẩm cho chính người dân nước này. Ước tính hiện nay có khoảng 1.400 người Somalia đang hoạt động cướp biển. Và đây các bạn đã thấy rất rõ là hình ảnh của những tên cướp biển này, và họ cũng mang hộ chiếu Somalia và tương đương với xếp hạng của hộ chiếu Việt Nam. Thì công dân của những nước như vậy quả thật là rất đáng lo ngại cho các nước trên thế giới. Nhưng các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và truyền thông nhà nước thì lại luôn ca ngợi rằng Việt Nam là nơi rất đáng sống, và hình ảnh gần gũi nhất mà các bạn cũng đã thấy nhà nước đã tuyên truyền trên báo chí nhà nước, đó là báo Hà Nội Mới, cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô. Các bạn hãy xem bài báo này, và họ ghi rằng là Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống nhất hành tinh. Theo danh sách bình chọn của những quốc gia đáng sống nhất thế giới do ngân hàng HSBC công bố vào ngày 4 tháng 7, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10. Thì các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của bài báo này, và một số báo trong nước cũng đã đăng tải lại các nội dung này. Thì quả thật là cũng rất đáng ngạc nhiên.
Và trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất rõ về việc Việt Nam cũng liên tục bị ô nhiễm môi trường đến mức cực kỳ trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng người dân, cũng như hiện tượng ngập lụt khắp nơi khi mà mỗi lần có mưa, và người dân đã sống rất khổ tâm trong những cái đất nước như thế này. Thì điều đó là Việt Nam cần phải xem xét để điều chỉnh lại chính sách của mình. Và ngoài ra là bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley và Partner dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là họp báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA tại Triều Tiên, Seoul vừa rồi, đã tổng kết nhiều những kết quả khác nhau. Và tổ chức này rất lớn, và các bạn có thể tham khảo trên những trang tin quốc tế cũng như đường link chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Và các nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội thường tuyên truyền người dân của họ là họ được tự do và hạnh phúc, cũng như in rất nhiều hình lãnh tụ để dương lên và răng đầy hoa để chứng tỏ rằng đất nước của họ tươi đẹp. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ trong cái đánh giá của những cuốn hộ chiếu này, đó là hộ chiếu của Bắc Triều Tiên mà chúng ta đã nhìn thấy, nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng như là Kim Jong-un hiện nay đang lãnh đạo, và là một thể chế độc tài cộng sản cha truyền con nối đã từ rất lâu. Và xếp hạng vào năm 2019 cho thấy một điều thú vị là bảng xếp hạng năm nay là giữa lúc hộ chiếu của Triều Tiên bị xếp hạng 100, tức là Bắc Triều Tiên, vì chỉ đi được có 39 quốc gia mà không cần visa, thì hộ chiếu của Hàn Quốc, tức là Nam Triều Tiên, thì lại mạnh thứ hai trên thế giới khi công dân của họ có thể tự do đi đến 188 nước quyền lực, ngang với Đức, Phần Lan và mạnh hơn cả Đan Mạch, Ý, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển hay Úc, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ, Anh và cả Mỹ. Đấy là cái điều rất đặc biệt khi mà chúng ta có thể so sánh giữa hai thể chế cộng sản, đó là Bắc Triều Tiên và thể chế dân chủ, đấy là Nam Triều Tiên, thì hoàn toàn khác nhau mặc dù cùng chung một nhà nước. Và hộ chiếu của các nước xã hội chủ nghĩa khác là Trung Quốc thì cũng bị xếp hạng thấp tương tự như vậy. Và các bạn cũng có thể thấy xem cuốn hộ chiếu của Trung Quốc. Đây là hộ chiếu Trung Quốc được xếp hạng thứ 73 trên 107 nước. Các quốc gia châu Á khác có hộ chiếu bị xếp hạng nằm trong phần nửa sau của bảng danh sách, bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Như vậy là những thể chế cộng sản, thể chế độc tài thì rõ ràng đã đem lại đau khổ cho người dân, như ông Tổng thống Donald Trump đã nói. Và lần xếp hạng lần này thì Việt Nam còn bị xếp thấp hơn lần trước và xếp sấp hơn cả Campuchia. Và điều mà này rất đặc biệt, và các bạn có thể thấy hình ảnh xếp hạng này của tổ chức, là hộ chiếu Campuchia được xếp hạng thứ 88, cao hơn của Việt Nam. Hộ chiếu của công dân Việt Nam bị xếp hạng 90 vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia, xếp sau Campuchia, tức là họ còn đi được đến 88 quốc gia. Campuchia xếp thứ 88 và đi được 53 quốc gia, và hơn Lào hạng 92 là đi được 49 nước. Có nghĩa là Việt Nam xếp số 90, còn Lào lại xếp số 92, cũng thấp hơn Việt Nam nữa. Thì đây là những cái nước rất lạc hậu và đặc biệt là mất tự do cho người dân. Và sau cái xếp hạng này, chúng ta thấy quyền lực của cuốn hộ chiếu Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã bị thế giới đánh giá ngày càng thấp đi, đem đến thiệt thòi cho trên 90 triệu người dân của mình mỗi khi đi ra nước ngoài. Và hình ảnh mà gần đây nhất các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông đã đăng tải, đó là việc nữ du khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trường hợp chị Trần Thị Thanh Trúc, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị hải quan Malaysia yêu cầu ở lại làm việc khi đang làm thủ tục tại sân bay Kuala Lumpur về nước. Chị Trúc đi theo đoàn du lịch gồm 61 người, trong khi những thành viên còn lại của đoàn đều có thể làm thủ tục xuất cảnh, thì chị lại bị tạm giữ do bị nghi ngờ con dấu trên sổ hộ chiếu bị làm giả, hộ chiếu Việt Nam của chị bị làm giả, họ nghi ngờ. Sau 6 ngày bị tạm giữ tại sân bay Kuala Lumpur, đến khi Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tích cực can thiệp, kịch liệt phản đối cách hành xử của nhân viên Cục Nhập cư Malaysia, chị Trúc mới được trở về Việt Nam. Tuy nhiên, về phía mình, Cục Nhập cảnh Malaysia đã không có giải thích gì về sự việc. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ, và trên một số bài báo trong nước cũng như nước ngoài đã đăng những hình ảnh này, thì thấy rằng hộ chiếu Việt Nam khi đi các nơi trên thế giới đều rất bị kiểm tra nghiêm ngặt và họ để ý. Và từ Đức và các nước châu Âu, mỗi khi thấy người Việt Nam, người mang hộ chiếu Việt Nam, thì cảnh sát cửa khẩu đều rất để ý, kiểm tra rất kỹ hành lý, vì họ nghi ngờ và bắt đầu vì họ nghi ngờ những cái người Việt Nam này mang lượng tiền lớn về Việt Nam mà không khai báo, và nhiều người trong số họ thì lại ăn trợ cấp xã hội. Đây là điều rất đặc biệt, vì chỉ khi
khó khăn thì mới phải ăn trợ cấp xã hội, nhưng những người Việt Nam này lại mang rất nhiều tiền về. Thì đây là cái dạng tội phạm mà phía Đức họ cũng thường đấu tranh. Và ngược lại, nếu người từ Việt Nam sang Đức cũng hoặc là những nước châu Âu thì cũng đặc biệt bị để ý kiểm tra hành lý, vì người Việt Nam hay mang đồ ăn, thực phẩm không được phép nhập cảnh. Nhiều người đã bị phạt rất nặng vì những thứ này. Tại Việt Nam trong thời gian vừa qua thì các bạn đã chứng kiến ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang cố xây dựng chủ nghĩa xã hội cho người dân, nhưng càng xây thì đất nước càng thụt lùi và tệ đi. Bản thân ông cũng không chắc có thành công hay không ở chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và điều mà chúng ta có thể chứng kiến ngay trên báo chí tại Việt Nam cũng đã đăng tải về phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thì đây là câu hỏi ông đặt ra, và nhiều người thì có lẽ cũng đã tự trả lời được câu hỏi này khi mà chúng ta thấy đất nước của chúng ta, hộ chiếu của Việt Nam, của người Việt Nam, của công dân Việt Nam khi đi ra quốc tế ngày càng bị đánh giá thấp và gây khó khăn rất nhiều. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa khi để giá trị cuốn hộ chiếu cấp cho công dân của mình bị xếp hạng ngày càng tồi tệ như vậy thì họ cũng nên xem xét lại đường lối của mình mà loại bỏ nó đi, thay bằng thể chế dân chủ và tự do cho người dân, để trên 90 triệu người được lựa chọn bầu cử cho mình một chính phủ mới đúng với chức năng, chỉ phục vụ cho quyền lợi của người dân mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Trung Khoa từ Berlin.